bạn Nguyễn Thuận có gửi tới chương trình câu hỏi như sau Nhà bên cạnh cùng chung bờ rào với nhà em đào cây để xây công trình à, Chỗ đó trước có rất là nhiều vong ở trên cây Hiện cây đã bị đào đi rồi Liệu vong có sang nhà em để làm hại hay, à, hay là ám vào nhà em không ạ? À? Xin à, bác trả lời, xin giúp, cảm ơn Thì à, ở đây à, khi mà cái vong thường ở những cái cây to hoặc là có những chỗ ấy thì cái vong nó hay trú ngụ. Đấy, cho nên là các người có nhiều người trước đây những cái đêm giao thừa 30 các mọi người cứ đi ra à, bẻ lộc à, để hái lộc ở các cây, chúng ta cũng không nên bởi vì những cái cái cây đó à, thường là các cái vong nó hay bám ở đấy, chúng ta không nên hái những cái lộc bẻ cái lộc cây mang về. Nó nó vừa sai về mặt sinh học, nó cũng vừa sai về mặt tâm linh thì những cái cây là có những cái vong mà có nhiều những cái cây ở dọc đường ấy, người ta cứ thấy là các vị người ta người thắp hương ở cái cây lâu cái cây to thắp hương mà đến khi sau này rất khó mà có khi 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 phá được những cái cái, cái bát hương ở dọc đường thì khó lắm thế bây giờ cái cây người ta đã chặt rồi thì đương nhiên là cái vong ấy nó không còn chỗ trú ngụ mà không còn chỗ trú ngụ thì nó cũng phân tán nó chạy đi lung tung Giống như là chúng ta thấy là uh, có một cái tổ kiến bây Giờ chúng ta phá cái tổ rồi thì đương nhiên con kiến nó phải chạy lung tung Và nó tìm những chỗ nào mà nó có hợp duyên với nó để làm tổ sau này uh, Chứ nó không phải đứng mãi ở đấy bởi vì cái tổ của nó bị phá thế rồi Thì tổ ong cũng vậy khi chúng ta phá tổ thế rồi thì nó phải tìm hình thành một cái tổ khác Vậy thì cái phần vong nó trước đây nó ở một cái, cái cây rồi bây giờ cái cây bị phá Tất nhiên là nó cũng sẽ phát tán lung tung uh, Và cái cách phát tán của nó Tức là nó xem cái chỗ nào khế hợp giống giống với cái việc mà cái tần số nhu cầu của nó thì nó đã sẽ làm. Ví dụ như là nó theo cái tương duyên về nhân quả. Ví dụ như nó ở cái cây trước đây nó ở cây nó làm gì nó hưởng cái gì. Thì bây giờ nó đi chỗ khác nó gần giống như vậy để nó làm một cái tổ khác, một cái nhà khác của nó ở. Nếu như nhà mình mà có những cái khế hợp gần giống như vậy hoặc là theo nhân quả mà chúng ta làm những cái điều gì mà mà sai thì cũng nó có thể quay lại nó cũng làm hại đấy. Vậy thì ở đây tốt nhất là chúng ta thấy là khi cái cây đấy nó bị chặt thì đương nhiên một là cói vong đấy nó sẽ đi theo những cái gỗ hoặc đi theo những người chặt hoặc đi theo những cái à, những cái nhân duyên khác những cây khác để nó ở hoặc là cũng nó có thể phân tán sang cái nhà bên cạnh à, giống như bạn ấy nếu như cái nhà bạn cũng có những cái tần số tâm linh tương hợp với cái tần số của các vong đó. Và vậy thì à, chúng ta cũng không thể kết luận một cách vội vàng rằng là nó không hoặc nó có được mà cái theo ở những cái vong đó gọi là nó đang nằm ở cái tần số của cái thế giới ngạ quỷ. Về cái ngạ quỷ đấy tùy tùy theo nhân duyên à, về nhân quả của nó khi còn sống thì nó theo cái nhân quả gì thì khi chết nó đang theo cái nhân quả đó. Ví dụ như khi còn sống đói khát thì nó thành ngạ quỷ. Đang quỷ đói hoặc quỷ sân hận Tùy theo vậy thì tốt nhất Là chúng ta à, khi họ chặt Mà nó gần bên cái cạnh Đối với chúng ta thì có thể là chúng ta nghĩ là Cái đất hàng xóm nhưng mà đối với tâm linh Nó chẳng coi cái đất hàng xóm hay đất là gì cả Mà cùng cái tần số đấy thì nó vào thôi Thì tốt nhất là bạn nên Ra đến cái chỗ đó Mà tụng kinh à, à, Ví dụ như tụng kinh là hồi hướng công đức Rồi là vì cái tụng kinh ấy, Để cho cái phần vong ấy Họ cũng nghe rồi mình làm những điều thiện nguyện à, ví dụ như mình làm điều thiện nguyện à, à, đối với chùa triền xây dựng chùa triền này đi xây dựng đường xá làm những điều thiện để cứu đời như thế nào đó mà khi mình làm điều đó thì mình hồi hướng à, thôi các vị có thể mời các vị tôi tụng kinh rồi thế mời các vị đến chùa chỗ này đến, đến chỗ, chỗ kia để các vị ở thì mình tụng kinh và mình tụng kinh trong mình mời dẫn dắt người ta đi đến một cái chùa nào đó để người ta đến đấy người ta nghe tụng kinh người ta niệm phật để người ta giác ngộ thì tốt hơn cho nên là à, trong cái trường hợp này tốt nhất chúng ta đến chỗ đó à, chúng ta lập đàn được thì càng tốt mà không lập đàn được thì chúng ta cũng đơn giản thôi chúng ta có thể ngồi à, thanh tịnh và chúng ta à, các cái buổi tối chúng ta đến đấy à, ta tụng kinh rồi mời họ đi đến cái cảnh giới khác và chúng ta bố thí cho họ thứ nhất thì chúng ta cúng không phải cúng bằng những cái đồ giả mà chúng ta phóng sinh ví dụ như ta tụng kinh xong chúng ta mua những con vật ở đấy chúng ta cúng cái phóng sinh và lấy cái công đức phóng sinh cái hồi hướng cho những cái vong ngạ quỷ đó và mời cái vong ngạ quỷ đấy đến chùa hoặc đến những cái nơi nào đó mà để cho họ trú ngụ để họ tiếp tục nghe kinh thì tự nhiên họ cũng sẽ cảm ứng với cái công đức của mình và họ cũng sẽ không làm hại mình gì cả. có thể họ tạo cái duyên tốt cho mình hoặc là mình làm cái điều gì đó thì họ, những sao sau họ phù trợ, người ta gọi là phù hộ cho mình thì cái đấy thì nó tiện hơn. À, thì tôi nghĩ rằng cái bạn cứ làm như vậy hoặc có thể là điều kiện hôm nào đó đến cơ quan chúng tôi soi, xem những cái linh hồn ở những cái cây ấy, là ai, làm gì và họ có yêu cầu gì mình không thì tất nhiên là nếu như mình với họ có duyên có những nhân quả nợ nần nhau thì bạn chẳng à, à, cầu xin thì họ vẫn cứ vào họ lan họ đòi nợ còn nếu như họ có ân với mình thì họ cũng không nỡ làm hại mình thì ở đấy có thể chúng ta có thể soi và giao tiếp với các linh hồn ở đấy được thì trước khi đi bạn có thể ra đấy bạn có thể đọc để bạn khấn để mời đi ra đi theo tôi đến đây để à, um, soi xem tâm linh ngoại cảm các vị là ai các vị cần điều gì và chúng tôi có thể giúp đỡ được các vị thì các bạn vị cứ có thể nói thì như vậy chúng tôi sẽ giúp thì như vậy chúng tôi có thể giải thích được các bạn kỹ càng hơn bây giờ các bạn hỏi câu này thì mang cái tính giả sử nhiều hơn coi như mình đặt ra các à, các cái giả thiết nhiều hơn chứ còn trong thực tế chưa có à, giao tiếp được cái cụ thể xem là đấy có bao nhiêu vong vong ấy gồm những cái vong gì tại sao họ lại trú ngụ tại đấy thì chúng ta chưa có một cái thông tin cụ thể thì giải thích về một cái không có cụ thể thì nó cũng mang tính nhiều tính viển vông. Chúng ta muốn cái hiện tượng đấy thật hay là giả thì chúng ta phải đến đây để giao lưu. Cảm ơn